Alo alo, nếu mọi người nào muốn nạp phí pha tiếp hoặc là thật nhiều kim cương, còn chần chờ gì nữa không đến shop tkt.com thì với 19-20k mọi người có thể nhận được thật nhiều kim cương và vô vàng nạp phí pha tiếp. Còn không nhanh tay đến với shop tkt.com để thử bằng máy đi nào. Không chịu được cái mùi này luôn á. Trời ơi, các bạn biết tại sao tôi phải ngủ ở đây không trời? Nè, sao tôi các bạn lên xem. Trời ơi, còn một đống phân con quỷ trên cây, bữa nó uống thuốc biến thành heo của mình. Anh em nào chưa xem video đó thì đừng quên qua, ghé qua video đó xem nha anh em. Thấy cái sự ỉa thuốc con quỷ trên kia như thế nào. Divisionary Music. Một youtuber lên về battle rap, tên của anh đó là Đinh Xuân Huy, chàng trai sinh năm 2002, làm video nói chung rất thú vị, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng đang làm việc tại nơi đây. Những nội dung hay mà anh đang làm ra có chút sáng tạo nó nằm ở trong đấy. 2017 bắt đầu thành lập kênh, một cái tên cũ đó chính là Huy Đêm, cái tên được cùng anh vào tối tháng 12, một cái tên nói chung siêu kinh điển. Lúc chơi game về Minecraft rap, anh đang nằm trong nhóm up team cùng mọi người và cùng nhau làm clip vui vẻ hòa đồng cùng với anh em. Những map kinh dị hay là có một cuộc sống anh đã trải nghiệm nó nằm ở trong game, với những clip anh luôn đặt tâm huyết, có khi nó nằm vào khoảng là xuyên đêm. Dù mình mỏi hay là đang cô đơn, nhưng ý chí anh không có lười bước, một cái tên mới đó chính là Huy Nhóm, anh sẽ cố gắng phát triển lên phía trước. Anh chơi game cùng các youtuber, nhưng hình dạng nó là thanh niên lúc nhân vật ngây ngô nhất ở trong game, nhưng âm mưu nó còn ở phía trước. Anh chơi cùng Y2 và Zeximi và còn rất là nhiều người khác, những ý tưởng nó chung thật bá đạo cho đường mọi người mà đi cười thật xả láng. Trời tụi nó quải chữ anh em à. Trời ơi, bị ra đi ra đó, nó cứ tát cho cái mỏ, nó vừa nói xong bị tát cho cái mỏ hoài luôn. Thôi tội quá anh em à, bây giờ để tôi lấy cái liều kim cương anh em à. Tôi cho nó bộ, sau thời gian đi chung với Simmy và hai người đã trở nên thân thiết, cùng nhau thử thách về làm nhiệm vụ trôn qua trôn lỡ, nói chung là vui thiệt. Và hai người có một xíu cảm tình, nhưng rất tiếc cũng chỉ là bạn thôi, luôn vui vẻ hỗ trợ làm clip, có những tiếng cười nó nằm ở trên môi. Và ai rồi cũng có lối đi riêng của mình để cho họ có thể được phát triển. Chỉ còn lại ba thành viên trong nhóm cũng rất mừng vì họ có lối riêng, và up team cuối cùng cũng đang rã những kỷ niệm nó còn ở trong lòng. Luôn hy vọng mọi người sẽ phát triển, có một team mới sẽ đạt được thành công. 16 tháng 10 2020, anh gia nhập vào nhóm tên sinh tố, một ngôi nhà mới để anh được phát triển, có nhiều niềm vui hơn cả là thành phố. Và sau mừng Huy Nấp đã vào team nhóm siêu lầy lội và nhiều tài trí, anh luôn tìm những ý tưởng cho cả team bá đạo và từng ly từng tí. Những màn trôn có khi là thất bại và bị lại là gây ông đập lưng ông, một youtuber quyền phá nhất trong nhóm đã bị xử phạt trong game đó là xong. Nhưng vì thế anh không ngần ai đó chế tạo vũ khí để có thêm niềm vui, chỉ cần mang lại tiếng cười cho các fan thì trong lòng anh cảm giác rất là vui. Là con người hòa đồng gần gũi nhưng lại có cái tính chọc ghẹo, xử lý tình huống rất hay làm cho mọi người phải cười theo. Anh rất vui được có những người bạn và xin tố là gia đình thứ hai, chúc cho anh thật là nhiều thành công, năm nay sẽ đạt 1 triệu subscribe. Ông hai bị xịn luôn đó, đầu tư lắm anh chứ anh em, đầu tư nguyên một cái hầm luôn mà. Thì anh em nhớ để lại cho tôi like thiệt là nhiều đó nha. Và anh em đã nào đã đoán được cái mã thẻ chưa thì quên, anh em đừng quên lại bình luận ở phía dưới đó nha. Ok, tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Bye bye.